Xin chào các bác nhé. Hôm nay theo yêu cầu của một số bác yêu cầu tôi nên cái vòng gỗ xưa và quay cái clip thông báo cho các bác luôn cái vòng gỗ xưa giảm giá trong cái đợt dịch bệnh mùa dịch Covid này nhé. Đây là rất là nhiều mẫu gỗ xưa của bên tôi này. Tôi quay tổng thể tổng quan cho các bác biết, báo cho các bác tất cả các size, các mẫu. Đây là những cái mẫu size 6 ly 108 hạt quấn đeo tay. Đây là 8 ly. 8 ly xưa đỏ còn đúng một sợi. 8 ly hàng đẹp. Gỗ xưa này thì các bác yên tâm đi. Hàng bên tôi chỉ có hàng làm xưa đỏ Quảng Bình, xưa già, xưa rừng thôi các bác nhé. Thế bên tôi không làm xưa non hoặc là xưa giả đâu, bên tôi không làm xưa dây, xưa giả đâu. Các bác nhìn các bác có thể phân biệt, nếu mà bác nào chơi, các bác tìm hiểu, các bác xem những cái trên mạng, những cái hàng dòng xưa dây ấy, nhìn nó khác hẳn hoàn toàn luôn. Những cái dòng đấy tôi đã nói rất là nhiều rồi, tôi sẽ không nói lại nữa các bác nhé. Phân biệt xưa dây, xưa giả. Các bác nào mà mới thì các bác có thể vào kênh, đăng ký kênh của tôi để xem những cái video cũ, xem những cái video mà bên tôi phân biệt xưa dây hoặc là xưa giả đấy. Còn bác nào theo dõi nhiều rồi, bên tôi nhiều rồi, các bác biết rồi, không phải nói lại nữa. Đây là những cái vòng 10 ly cho nữ, vòng đeo tay, hoặc là vòng 8 ly. Đây là những cái vòng 8 ly nhỏ hơn. Thì những cái vòng này bên tôi đang được sale giảm giá nhiều. Đợt này bên tôi đang giảm giá tới 20-30% cơ. Là các bác mua hàng đợt này sẽ được có cơ hội mua được hàng giá tốt, cực kỳ là tốt luôn. Đây là những cái sợi 14 ly các bác này. Sợi vòng đeo tay 14 ly cho nam. Nhiều mẫu quá tôi không thể báo giá được cho các bác ở trên này. Các bác có thể thông cảm cho tôi nhé. Và các bác có thể nhắn tin, các bác nào quan tâm thì các bác có thể nhắn tin vào Zalo số điện thoại 0987863250. Đây số điện thoại trên cạc đây, thẻ đây. Khi các bác mua hàng là các bác sẽ được một cái thẻ bảo hành này của Mộc Hương Shop này. Có tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại, fanpage, website của Mộc Hương. Số điện thoại. Đó. Thì tôi cứ báo mẫu cho các bác. Những cái mẫu như này là được giảm giá. Giờ gần như là xưa bây giờ là gỗ xưa bây giờ nó là rất là thịnh hành. Từ trước đến nay gỗ xưa là một cái dòng gỗ rất là quý hiếm và nó đặc biệt. Nó rất là bền. Đeo cái vòng gỗ xưa vào tay thì nhìn các bác biết ngay là người ta biết dùng sản phẩm hay không, biết chơi hay không, là đeo cái vòng gỗ xưa vào nhìn nó rất là sang trọng và quý phái. Màu gỗ xưa thì nó màu nâu, vàng nâu này, vàng nâu đỏ này, thì nó rất là trầm mặc và nó rất là khá là trang trọng, phù hợp với những người gần như là người trẻ, người già, rồi trẻ em đeo cũng rất là tốt, không quấy khóc đêm. Người già thì người có tuổi một chút thì lấy cái màu đậm này, người trẻ một chút năng động thì lấy cái màu sáng này. Toàn bộ là gỗ già hết các bác nhé. Màu đậm này nó ở dưới đất nâu, còn màu sáng này là những cái đoạn mà nó nổi trên mặt đất sẽ màu sáng. Đây là những cái mẫu đốt trúc này, mẫu đốt trúc. Đây, mẫu đốt trúc đây. Đốt trúc 10 ly, 12 ly, 8 ly. Mẫu đốt trúc. Xưa đang được giảm giá. Đây là những vòng 16 ly các bác nhé. Những vòng 16 ly của bên tôi cực kỳ đẹp luôn. Những cái mẫu này thì các bác có thể inbox vào Zalo, bên tôi sẽ chọn cho các bác đặt hàng. Nói chung là như các bác biết, các bác theo dõi một cuốn shop rồi, thì đợt này bên tôi đang có cái chương trình giảm giá. Mỗi ngày tôi lại giảm giá một sản phẩm, thì nó chỉ trong vòng 24 giờ thôi các bác nhé, áp dụng trong vòng 24 tiếng khi mà tôi đăng video. Thì các bác theo dõi thì các bác sẽ có thể đặt hàng qua Zalo hoặc là gọi điện trực tiếp để bên tôi sẽ chọn vòng cho các bác. Nếu mà các bác tin tưởng, đặt niềm tin vào Mộc Hương Shop thì các bác yên tâm đi, yên tâm là nhận hàng, là được kiểm tra hàng, thanh toán tiền,
bên tôi bao kiểm định, bao test hàng cho các bác. Nên là đeo, các bác cứ đeo yên tâm, giới thiệu anh em bạn bè. Anh em bạn bè nhìn thấy các bác đeo cái vòng cũng thấy đã thì cũng hỏi, rồi thì mua ở đâu thì các bác cứ thoải mái giới thiệu tư vấn cho Mộc Hương Shop nha. Rồi xin chào các bác. À còn một mấy cái mẫu nữa, nó cũng không còn nhiều đâu, không còn nhiều mẫu đâu. Đây là vòng trúc nhộng mình không nói đâu. Đấy, giới thiệu qua thì cũng gần hết rồi. Đây là những cái vòng VIP. Vòng VIP của Mộc Hương thì cũng đang được giảm giá. Các bác nào mà lấy trong đợt này thì được giảm giá, ưu tiên giảm giá đây. Những vòng VIP vòng này 20 ni. Đây là những cái vòng trên 300 năm, cổ xưa trên 300 năm này. 20 ni, toàn bộ là 20 ni hết. 20 ni rất là đẹp. Xưa già đẹp lắm. Mắc vào nhau rồi. Các bác nhìn vân của nó già, không nói làm gì. 20 ni các bác nhé. Đây, sợi này 20 ni đẹp. 3-400 năm thì không phải đùa đâu. Hàng này rất là già. Hàng này toàn bộ là 20 ni hết này. Đó, xưa, các bác nào mà đeo cái sợi này, đeo một sợi này trên tay thì tuyệt vời. Đây, đeo sợi này cực kỳ là VIP luôn. Đi đâu thì thu hút mọi ánh nhìn. Xưa đỏ Quảng Bình 20 ni. Các bác nhiều lúc tôi đã up clip, các bác biết xem chỉ tay, các bác xem hộ tôi cái chỉ tay này, nhiều bác cứ cũng hay theo dõi thì cũng hay để ý cái chỉ tay này. Các bác xem hộ tôi cái chỉ tay này nhé. Nhiều bác cũng biết xem chỉ tay nên là anh em ở trên này cũng nhiều bác có tài lắm, nên là cứ phán cho tôi một câu xem là nó có ổn không. Đây là vòng đấy, trở lại với cái vòng, những cái vòng như này. Đây một cái vòng nữa. Nói chung là những cái sản phẩm như này là bên tôi đã chọn lọc rồi các bác ạ. Đây là những cái vòng 16 ni đẹp, 3-400 năm này, vân đẹp. Cùng lô với vòng 12 ni, để tôi giới thiệu qua một lượt cho các bác nha. Bác nào lấy tất cả những sản phẩm này đều được giảm, đang được giảm giá rồi. Đây, những vòng đẹp, 18 ni, 16 ni vân, hàng vân đẹp, rất là dài. Các bác chụp ảnh lại, thích cái nào cứ chụp ảnh lại nhé, xong là gửi cho tôi. Các bác tua lại, xem lại xong là chụp ảnh gửi vào Zalo để bên tôi báo giá nữa. Giá thì đang được giảm giá rồi, các bác yên tâm. Mua hàng đợt này là mua hàng chuẩn đẹp mà được giá khuyến mại nữa thì tuyệt vời, cơ hội. Đây là sợi 12 ni chun sụ đẹp, 12 ni còn một sợi. Đó, các bác nha, vâng, là mua hàng gì thì có thể liên hệ trực tiếp tôi tư vấn kích thước cho, từ tầm 60 cân đeo 14 ni, 70 80 cân đeo 16 ni, mà nữ thì đeo 8 ni 10 ni, hạt tròn, hạt trúc. Chúc thì các bác có thể liên hệ, nhưng mà chủ yếu là tròn thôi các bạn. Rồi vòng đeo cổ nữa, những cái vòng đeo cổ cũng được giảm giá các bác nhé. Nói chung là nhiều lắm, bên tôi chuyên làm xưa từ trước, cái này làm xưa, đợt này nó hơi chậm, Trung Quốc nó không sang, nó không lấy nữa, cho nên là tôi mới cái cơ sở mới phải giảm giá để có thể chạy hàng. Chứ thì thực ra thì cũng không có cơ hội thứ hai để các bác mua hàng giá rẻ như này đâu, giá giảm giá khuyến mại nhiều như này đâu các bác nhá. Xong cái đợt này một cái là Trung Quốc nó sang là nó lại lấy hết hàng, nó ôm hết hàng ngay.
đợt này thì nó đang dịch bệnh, nó không đi được thôi, chứ còn nó đặt hàng thì cũng nhiều nhưng mà nó không sang nó lấy được, cho nên là để đợt tới này nó sang nó lấy mình làm, đợt dịch sắp tới này nó sang nó mới lấy mạnh hàng, mình phải chuẩn bị hàng cho nó sang nó lấy. Rồi các bác nào mà có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp, chỉ trong vòng 24 tiếng thôi nhá, nhanh còn chậm hết. Các bác có thể liên hệ trực tiếp để bên tôi chọn vòng cho các bác nha. Rồi xin chào các bác, cảm ơn các bác đã tin tưởng và ủng hộ, chúc các bác sức khỏe. Xin chào.